Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao & Baguette, 714-617-5611. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Quý vị cho phép chúng tôi cùng với quý vị gửi lại một vài hình ảnh về những sự kiện của cộng đồng người Việt chúng ta qua những ngày cuối tuần. Chắc là quý vị đều nhìn thấy tất cả các nhà thờ Công giáo hoạt động, và có thể nói số lượng người đến một cách tham dự các thánh lễ và lễ phục sinh rất là đông đảo trong những ngày từ thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Trong lúc đó thì đài truyền hình của chúng tôi cũng gửi đến quý vị tất cả các hình ảnh liên quan đến lễ phục sinh tại Tòa Thánh Vatican. Và đặc biệt tại quận Cam của chúng ta thì chắc quý vị đã thấy hình ảnh và tất cả sự kiện một liên quan đến anh Lý Tống, là gọi là đám tang của anh Lý Tống. Vào khởi đầu sáng Chủ nhật thì trên bầu trời thành phố Westminster, quý vị đã thấy một chiếc máy bay bay trên lượn trên bầu trời của thành phố Westminster trên 2 tiếng đồng hồ với một cái band dài, đó là tinh thần Lý Tống, Spirit of the Lý Tống Forever, tinh thần Lý Tống bất diệt. Và sau đó thì đám tang của anh Lý Tống đã được trang trọng diễn ra, và quý vị cùng với chúng tôi theo dõi những hình ảnh của ngày hôm qua. Chúng cộng tại hải ngoại cũng như trong nước, tôi biết cũng rất nhiều người thương tiếc anh, và cả cộng đồng bạn người Cuba, những cộng đồng chống cộng cũng thương tiếc anh. Hôm nay là một buổi mà chúng tôi có dịp để nói vài lời tri ân với anh Lý Tống. Thưa anh Lý Tống, xin anh nhận nơi đây. Kính thưa quý vị, đây là những hình ảnh tại nhà quan trước khi linh cữu của anh Lý Tống được chuyển ra và bắt đầu cùng với đoàn xe gửi đến tất cả những cái sự kiện liên quan đến một cuộc đời người 73 tuổi đã không mỏi mệt. Chúng ta nói đến anh Lý Tống thì chắc là chúng ta nói đến cả một cuộc đời của anh bị giam cầm ở chốn lao tù. Trên 21 năm anh bị tù, và đó là một cái thời gian đánh dấu của một con người không mỏi mệt tranh đấu cho một lý tưởng mà anh cho rằng cần tranh đấu cho lý tưởng tự do. Tất cả những nghi thức tôn giáo của Công giáo và Phật giáo đã được trang trọng diễn ra với anh Lý Tống vào ngày hôm qua. Và sau đó thì đoàn xe với sự dẫn dắt của đoàn cảnh sát, cũng giống như tất cả các đoàn motorcycle của luật sư Đỗ Phủ, và đặc biệt tất cả các quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng hòa, đủ tất cả quân chủng, từ quân chủng không quân cho đến quân chủng hải quân, bộ binh, thủy quân lục chiến, và tất cả các binh chủng đều có mặt. Và kính thưa quý vị, họ đã đến một cách trang trọng để tiễn đưa người anh hùng Lý Tống đến nơi an nghỉ cuối cùng. Có thể nói đoàn xe đã đi từ nhà quan Peak Family đi đến nghĩa trang gọi là Đài Chiến sĩ Việt Mỹ, và sau đó vòng qua con đường Bosa, vòng lại ở cuối đường Brockhurst và đi ngang để chào lời tiễn biệt với tất cả mọi người đứng hai bên đường của anh Lý Tống. Tang lễ đã được cử hành sau đó vào lúc 12 giờ trưa. Tất cả nghi thức của Phật giáo và Công giáo đã được trang trọng diễn ra. Và sau đó thì kính thưa quý vị khó có thể tưởng tượng được một cái hình ảnh đám tang lớn như vậy diễn ra ở tại quận Cam của chúng ta. Đồng hương trên 2.000 cánh hoa hồng đã lần lượt tuần hành đến ngay mộ của anh khi cái chiếc nắp mộ đóng lại, và họ lần lượt gửi lời chào từ biệt đến người mà họ gọi là anh hùng Lý Tống. Sự việc đã được biểu hiện qua tất cả các quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng hòa với những quân phục trang trọng, và họ là những thế hệ đã từng chiến đấu với anh Lý Tống một thời gian dài trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tưởng cũng cần nên biết rằng ngày mùng 5 tháng 4 năm 1975 khởi đi cho những cuộc gọi là những ngày tháng lao tù của anh Lý Tống khi chiếc A-37 của anh bị bắn rơi ở tại Cam Ranh. Anh đã bị tù Cộng sản 5 năm trời, và sau đó anh vượt ngục để đi tìm tự do, đi đến Singapore. Và sau đó thì kính thưa quý vị, anh được định cư tại thành phố Boston và chuyển đến thành phố New Orleans. Nơi đó anh theo học và tốt nghiệp bằng Master về Chính trị học, và đang tiến trình dự trình đưa lên là luận án chính trị
tiến sĩ về chính trị học của anh thì anh bỏ dở, và năm 1992 anh trở về trên một chiếc máy bay và có hành động cướp máy bay để thả truyền đơn cho người dân Sài Gòn và kêu gọi mọi người đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản. Kém may mắn cho anh thì anh phải nhảy ra khỏi máy bay. Cũng may mắn cho anh là anh lại rớt xuống một hồ rau muống và kính thưa quý vị đã bị giam giữ từ năm 1992 cho đến 1988. Và kính thưa quý vị, sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ tái lập bang giao và lệnh dỡ bỏ lệnh cấm vận thì anh được trục xuất khỏi Việt Nam và trở lại Hoa Kỳ. Năm 2000 thì anh lại thực hiện một phi vụ đặc biệt bay qua Havana để thay mặt cho những người Cuba rải truyền đơn trên thành phố Cuba. Và có thể nói hành động ngoạn mục của anh đã làm cho tất cả những người dân Cuba có thể nói rằng hâm mộ và coi anh như cũng là một vị anh hùng của Cuba. Năm 2000, cuối năm 2000, anh cũng đến Seoul và tổ chức một cái cuộc gọi là lấy máy bay để rồi bay qua Bắc Hàn thả truyền đơn. Nhưng kém may mắn cho anh, việc làm này không được thành công. Và kính thưa quý vị, vào năm 2012 thì anh lại trong lúc Tổng thống Bill Clinton có mặt, vào 2002 thì Tổng thống Bill Clinton có mặt ở tại... Ông có mặt ở tại Sài Gòn thăm viếng Việt Nam vào năm 2012 thì kính thưa quý vị, ông Lý Tống đã lấy cùng một phi công của Thái Lan đáp một chiếc máy bay Cessna bay tới vùng trời Sài Gòn và thả đến 5.000 truyền đơn, 50.000 truyền đơn. Và kính thưa quý vị, anh đã bị tù cho đến năm 2017 thì anh được gửi trả về, năm 2016 thì phải. Anh được gửi trả về lại Hoa Kỳ. Đó là cuộc đời tranh đấu của anh Lý Tống. Anh đã tham dự tuyệt thực trên 29 ngày tại thành phố San Jose để phản đối vấn đề đặt tên. Nhưng hình ảnh quý vị thấy là đoàn xe chở linh cữu của anh Lý Tống diễn qua trên con chạy quang qua trên con đường Bosa. Mọi người đứng hai bên đường đều đưa tay gửi lời chào tạm biệt với anh Lý Tống. Những hình ảnh mà quý vị thấy bao gồm tất cả những lực lượng của quân cảnh, cảnh sát trước năm 1975, lực lượng tôn giáo, tất cả các hòa thượng, các linh mục và thân nhân của gia đình anh Lý Tống đã có mặt trên đoàn xe lần cuối đi ngang qua thành phố Westminster. Và sau đó thì lễ hạ huyệt, quý vị đặc biệt cũng một chiếc xe với bàn thờ của anh Lý Tống đã được trang trọng đặt lên ở một chiếc xe pickup. Hình của anh Lý Tống với hai cái dù được che, chiếc xe vừa qua là hình tất cả những thân nhân gia đình của anh Lý Tống có mặt trên chiếc xe. Và chiếc xe chở quan tài của anh với một cái màu trắng, một cái màu mà anh để lại di chúc, cũng giống như tất cả các hoa trong cái nhà quan đều được đem tới phúng điếu anh đều là một màu trắng mà thôi. Sau đó thì tất cả các quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với trang phục của thể nói là tác chiến vào những năm trước năm 1975 lại xuất hiện và họ là những người cùng với anh Lý Tống đi đến đoạn đường cuối cùng trong phi vụ cuối cùng của anh. Những hình ảnh mà quý vị thấy chúng tôi đang gửi đến quý vị đó là những chiếc xe cùng với đồng hương của chúng ta đứng hai bên đường đang đón chờ xem và đưa tay, có người thì cầm lá hai lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và cờ Hoa Kỳ để nói lời tiễn biệt, chia buồn với gia đình và đặc biệt là tỏ lời thương tiếc đối với anh Lý Tống. Có thể nói đây là một trong những cái đám ma mà người ta gọi rằng là đám ma đã được thực hiện rất là có thể nói công phu và tạo nên một cái sự chú ý không những riêng gì báo chí ở tại Cụt Cam của chúng ta và khắp nơi trên Hoa Kỳ này cũng quan tâm đến. Tất cả các phóng viên của tờ LA Times, tờ OC Register, đài truyền hình cũng có mặt cùng với tất cả những đồng hương của chúng ta. Và kính thưa quý vị, đó là hình ảnh cuối cùng của những chiến sĩ không quân họ đứng bên cạnh thi hài linh cữu của anh Lý Tống và nghi thức cuối cùng về tôn giáo đã được trang trọng diễn ra và đó là lần cuối cùng anh Lý Tống chia tay với tất cả các bằng hữu của anh tại quận Cam. Quý vị trong lúc đó thì quý vị thấy hàng ngàn người đã có mặt ở phía trước cái ngôi mộ của anh Lý Tống. Ngôi mộ anh Lý Tống được đặt sau một cái bức tượng có hình Việt Nam và gọi là Nghĩa Trang Suối Tiên. Và nơi đây là cái nơi mà chúng ta đến có thể thường xuyên đến thăm viếng phần mộ anh Lý Tống.
Và đặc biệt chiều hôm qua thì trong lúc mọi người đã ra về hết chiều lại thì chúng tôi có điều kiện trở lại nơi ngôi mộ và chắc lẽ quý vị thấy rằng thân quyến cũng ra đi. Những đồng đội của anh Arsenio cũng trở về, những chiến hữu cũng trở về và chúng ta thấy một cảnh buồn gọi là tất cả những vòng hoa đắp lên trên ngôi mộ của anh. Và chúng tôi đến đó thì chúng tôi thấy được một sự kiện có một vài người hâm mộ anh Lý Tống. Họ cũng đã đến một con số khoảng 11-12 người. Họ đến, họ đốt nén nhang cuối cùng cho anh Lý Tống. Trong đó chúng tôi cũng thấy có anh Tài Đỗ, ông Phát Bụi, cũng tất cả những thân nhân, cũng tất cả những bằng hữu của anh Lý Tống đến. Kính thưa quý vị thấy hình ảnh có thể nói rất là tiêu điều, rất buồn cho một người ra đi. Vì tất cả mọi người đã trở về với công việc của mình và anh Lý Tống chỉ còn có một mình anh mà thôi. Và chúng ta hy vọng vào ngày theo nghi thức Phật giáo thì lễ mở cửa mả của anh sẽ được diễn ra vào ngày thứ ba tới đây. Chúng ta chờ xem những sự kiện gì đến với anh Lý Tống vòng tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay và hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thị và Thảo Yên qua Thời sự Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.